Có những khoảnh khắc trong đời người, dù chỉ thoáng qua, nhưng sẽ đọng lại trong tâm trí vĩnh viễn. Truyền thuyết kể rằng, đom đóm thất tinh xuất hiện, chúng sẽ có hình như 7 chòm sao. Ai cũng biết truyền thuyết về đom đóm thất tinh. Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện khác. Câu chuyện về đom đóm và ánh trăng. Người ta nói, mỗi khi đom đóm thất tinh bay về, chúng sẽ làm bừng sáng cả một mặt hồ. Và nếu như anh cầu nguyện, thì điều ước của anh sẽ thành hiện thực đấy. Tại sao chỉ đêm xuống người ta mới nhìn thấy đom đóm? Vì đom đóm chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Khi bình minh lên, cũng là lúc đom đóm vĩnh viễn biến mất. Nhưng ánh mắt của em, nụ cười của em và khoảnh khắc này, anh sẽ nhớ mãi. Anh à. Alo anh ơi. Em bảo này, anh có biết không, mỗi năm ý, chỉ có 3 ngày là đom đóm thất tinh về thôi. Mà vào những ngày này nhá, đom đóm sẽ làm bừng sáng cả một mặt hồ. Em ơi, lung linh đẹp tuyệt ý. Em nghe người ta nói là vào đúng dịp sinh nhật của mình mà nhìn thấy đom đóm thất tinh bay về như thế thì lời cầu nguyện bên bánh sinh nhật sẽ còn linh nghiệm hơn cả thời nến đấy. Em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn tin vào mấy cái truyền thuyết trẻ con này. Mấy cái truyền thuyết mưa rồi là truyền thuyết đom đóm bánh trăng ấy. Chỉ có ông linh già ông tin thôi. Anh! Ô này, anh đùa một tí thôi mà. Alo. Anh muốn được tổ chức sinh nhật cùng em này. Anh muốn được ngắm đom đóm thất tinh cùng em này. Và đặc biệt, anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Thank you honey. Anh, alo. Alo. Anh có nghe thấy em nói gì không? Alo. Alo. Anh đang có chuyện gì đây? Alo. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cảm ơn bác sĩ. Có điều mắt của anh đấy. Mắt làm sao ạ? Vì cú va đập vào phần đầu quá mạnh cho nên đã ảnh hưởng tới thị lực. Bây giờ tất cả những thứ mà anh ấy nhìn thấy chỉ là mờ mờ mà thôi. Tôi dự đoán khoảng tầm 10 ngày nữa là mắt của anh đấy sẽ không còn nhìn thấy cái gì cả. Anh muốn được tổ chức sinh nhật cùng em này. Anh muốn được ngắm đom đóm thất tinh cùng em này. Và đặc biệt, anh muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Dễ ăn cơm đi. Hôm nay á, em nấu nhiều món anh thích lắm. Có sườn xào chua ngọt này. Ơ thế không có rau muống xào à? Tối nay em nấu cho nhá.
Bác sĩ, vợ tôi đâu? Tôi vẫn chưa thấy cô ấy quay lại kể từ sau hôm ấy cấp cứu. Thôi, nghỉ ngơi đi nhé. Chuyện ăn chơi hưởng thụ của cô thôi. Tôi hỏi cô, lúc tôi cần cô nhất, cô đã ở đâu? Em giúp anh thực hiện tâm nguyện. Đánh lái phải, đúng rồi. Được chưa, được chưa? Bên này, bên này đúng không? Hay là bên này? Đánh lái phải. Trái một tí đi. Rồi. Bên kia có vướng cái gì không? Nào, bên lái phải một tí nào. Phải, bên phải nhá. Rồi, rồi, thẳng lái. Em hết hồn luôn, thực sự luôn. Mọi khi là anh thích anh ấy lái. Anh ấy đưa chị đi chứ có bao giờ chị phải lái đâu. Ơ mà này, em nghĩ ra rồi. Chỉ đường đến hồ Đồng Đò. Thiệp sinh nhật của em, anh sẽ đến nơi đây và ngắm đom đóm thất tinh cùng với em. Và bây giờ thì em đang ở đây. Anh thấy không? Phong cảnh tuyệt vời luôn. Anh cũng từng hứa với em là nắng cũng được, mưa cũng được, xa cũng được, mà gần cũng được. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu, chỉ cần là nơi đó có em thôi. Trong nóng không còn nhìn thấy được ánh trăng, muôn sắc huy hoàng đang tô màu thế gian. Đom đóm thấy mình dường như lạc giữa nắng vàng. Đom đóm biết tìm vầng trăng kia ở đâu. Chỉ gió lướt vội không nghe lời. Không sao, nhưng không sao hết đâu anh ạ. Anh yên tâm nhá, em sẽ luôn ở đây, em sẽ luôn bên anh, sẽ luôn nắm tay anh mà không bao giờ rời anh cả. Anh hãy cố gắng lên nhá. Đom đóm không còn nhìn thấy ánh trăng, mùa
sắc huy hoàng tô màu thế gian. Đom đóm thấy mình dường như lạc giữa nắng vàng. Đom đóm biết tìm vầng trăng kia ở đâu. Chỉ gió lướt rồi không nghe lời đom đóm kêu. Gió sương vui đùa bên nắng chẳng muốn thưa. Đom đóm bay về gục đầu vào góc thăng ra. Nước mắt âm thầm cùng đom đóm nhẹ bay. Từ bây giờ em sẽ là đôi mắt của anh. Về thôi. Tiến lên một chút, chẹt vào đom đóm của bác rồi. Bác xin lỗi. Em đã bảo rồi, lái xe rất là khó, nhưng mà khi lùi xe vào chuồng nó còn khó hơn. Như thằng người yêu em hôm trước đấy, đưa em về trong ngõ chật á, lùi xe đã kém rồi, lại còn đen. Thế nào lại vào đúng cái ngày mà ông hàng xóm nhà em ông tự xử mất mới được có mấy ngày cơ. Khi cậu sợ quá rén, cứng tay lái có lái được đâu. Con này này, em nghĩ ra rồi. Đã có Gấu Tích, chỉ đường đến hồ Đồng Đỏ. Màn hình ô tô Gấu Tích thông minh. Màn hình thông minh Gấu Tích. Công nghệ cao ôi hơn rất xe sang. Lắp đặt riêng tương thích với mỗi xe. Mau chọn Gấu Tích dùng thử 30 ngày miễn phí. Xem phim trên tuyến, YouTube HD chất lượng. Phần mềm dẫn đường giúp ta đi lại dễ dàng. Ta chọn Gấu Tích có internet 4G. Lắp Gấu Tích rồi lái xe vui hơn mỗi ngày. Gấu Tích đỉnh cao màn hình ô tô thông minh. Website gotech.vn. Hotline 1900 633 642.